hàng nói lắp 50 bằng máy hàng mít luôn cho anh em nha. À, lắp luôn, nguyên cây lắp luôn, nói đặt cho anh em luôn, bao ngon cho anh em luôn nha, đổ đặt luôn, đổ đặt từ trong ra ngoài cho anh em luôn. À, cực kỳ ngon nha anh em, rất ngon hơn mấy hàng que nhiều, màu đầy luôn. Lấy cái sáp kìa, bo lấy cái sáp lên cho anh Mười bo. Lắp 50 nha anh em. Hàng nói bằng máy hàng mét cho anh em luôn, đảm bảo cho anh em sử dụng luôn. Lắp rất dài. Mặt là màu đầy. Chấm vô sáp đi rồi để nó trên để còi ông đó bóp luôn để tắt luôn chứ đừng có rút ra, ông rút ra tắt nó lòi ra chút. Rất ngay nha anh em, rất im. Anh em thợ chú ý hai cái này, rất im. Tứ chiều luôn, về nhà ông canh nó dễ. Ừ, bốn góc luôn để canh. Cái chế bự bự để canh nhà dặn dặn với nhà nghe đó, đẩy thức mạnh luôn. Quá nóng. Ê, giới thiệu anh em luôn cái máy tiện của em luôn nha. Hồng ký. Máy tiện hồng ký nha anh em. Xưa rồi. Máy tiện này là thời của cha tôi. Cha tôi cho tôi lại. Thời của ông cha ông già cho lại. À. Máy tiện hồng ký. Mới vệ sinh sạch sẽ để dành quay phim cho anh em xem, có làm sản phẩm nào quay phim cho anh em xem chơi. Mới vệ sinh nha anh em, 20 năm rồi, máy này hơn 20 năm rồi, máy của nhà thời của ông già mua hồi xưa. Hồng ký nha anh em, rất đẹp, 20 năm mà vẫn còn im nha anh em. 20 năm mà vẫn còn im, tiện đồ rất bóng, phải mới vệ sinh đang để dành có làm đồ quay phim, quay clip cho anh em xem, đăng YouTube, đăng YouTube cho anh em xem. Để máy dơ của mình quay thì nó kỳ. Đây cái mình ngâm này, nay mới vệ sinh cho nên quay cho anh em xem, sẵn làm đồ luôn. Nên mình hàng máy hàng mít nha anh em, hàng nói cái lắp 50 phi 50 bằng cái máy hàng mít.
rất đã, rất đẹp, rất ngay và chuẩn. Anh em thợ có nhu cầu sắm cái máy này rất tuyệt vời cho anh em. Anh em hàng nói láp là rất ngay, rất ngon, mau đầy thịt nữa, trong khe thoải mái, miệng lớn luôn, đổ đặt từ trong ra ngoài cho anh em luôn, quá sướng. Cái đèn tối quá. Cái hồng ký mới vệ sinh, mới vệ sinh mấy hồng ký của em 20 năm, mua mới mà xài 20 năm rồi, mua mới 100% mà xài 20 năm rồi. Em chở đầu băng luôn, chở cái đầu vít me luôn nè, mới trở lại luôn, chuẩn bị tiện cái vít me, bữa nào review cho anh em xem, quay cho anh em xem cái tiện cái vít me mới, mới vệ sinh, mới vệ sinh, mới vệ sinh như mới, mới mà mới 20 năm á. Hồi xưa là ông già, là ông già, ông cha ông mua là mua mới 100% nha. Đó, hồi xưa cha mua mới, ngày xưa cha mua mới. Đầy chưa, đầy chưa, quá 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 đã, màu quá màu luôn. Lắp 50 hàng nói luôn, bằng máy hàng mít, rất đẹp, rất ngon, rất chuẩn. Không phải chi đều cái gì. Đúng rồi đó con, đúng rồi đó con, đúng rồi đó con. Máy hàng mít hàng nói cực kỳ ngon nha anh em. Anh em thợ nên mua mấy hàng này để về sử dụng. Tại vì cái môn của mình là bên hàng, bên tiện khai bào và phục hồi các chi tiết máy, sắm cái máy này là xứng đáng. Tuyệt vời, vời ơn mặt trời. Cắm sáp vô, cắm sáp vô. Đừng gì cái máy cho anh em xem. Máy hồng ký rất đẹp, bước găng 2.5 ly nha anh em, không tháo găng 2 ly. Đây thẳng về cho xem luôn. Đây luôn to, mới vệ sinh, mới vệ sinh, chưa đá, chưa đá bằng nhau lên. Máy nhà 20 năm rồi, mới vệ sinh. Em quay phim cho anh em xem, để máy dơ quay phim nó kỳ lịch sự. Tiếng là bao nhiêu cái lớp miếng rồi nè, một miếng là 1 năm nha. Thế giới này rất là mau qua ngày, cái miếng dán 1 năm mà chưa phai màu rồi lên miếng mới nữa rồi. Lấy bao tay, lấy bao tay đi, lấy bao tay đi, đưa bao tay cho anh mượn ấy. Em khởi quy ăn rồi mới nóng nha, tại nó đỏ lên nó nóng. Vậy mới chết được. Nè đó, rất dày, rất mau đầy nha anh em, rất mau đầy. Lắp 50 phi 50, phi 55 phi 55.